Mời anh em ăn cơm nha. Đây đây, nhắm nhá, tí là làm bát cơm anh em chưa. Gạo quê ngon đấy nhở. Ăn cái dưa muối nó chua chua mà. Hello, xin chào tất cả anh em nha. Rất vui gặp lại anh em trong video tiếp theo của mình. Anh em ơi, đây cũng nay ở nhà nhưng thời tiết thay đổi anh em ạ. Cứ là cơn, cứ mưa lúc nắng, khó chịu kinh khủng. Bây giờ trưa rồi, mình đi xem có món gì để nấu ăn anh em nhá. Lại chương trình ăn uống này. Đi xem có món gì để nấu hai bố con ăn trưa. Đấy anh em nhá. Bây giờ mình đi xuống bếp ra. Anh em ạ, đấy ở nhà buôn bán ở nhà nho nhỏ nên là nó cũng thư giả thời gian lắm. Rỗi mà anh em. Đấy. Rảnh rỗi đi xuống bếp xem có món gì ăn không. Anh em theo dõi video của mình nhá. Đây bây giờ xuống bếp ra anh em ơi. Đấy, chương trình về vào bếp. Đây, cơm mình cắm rồi đây anh em. Hai bố con cắm có hai bát cơm. Ăn cơm không nên ăn nhiều anh em, nhiều là đái đường đấy. Đấy hùng lắm. Giờ chỉ chờ con gái về xem tủ lạnh bà xã mua được món gì. Ui giời ơi, lắm món lắm. À, thịt. Anh em ơi, món này mình xái tương mà mình bỏ một trần để tí ăn nha. Ăn anh em nha. Trưa nay ăn cơm với lại các món làm với món thịt trần hành này ăn thôi nhá. Để đây tí nữa làm nhá. Mời anh em ăn cơm cùng gia đình nhà mình nhá. Đây anh em ơi, đây món thịt trần đây nhá. Thịt trần rất là ngon. Ăn này nó đổi món anh em, kho luộc sườn nướng mãi nó cũng chán. Còn đây là sườn nướng của con gái. Con gái làm mấy miếng rồi, đây là anh em, đây là bí đao nhé, mình nấu xương đấy. Đấy, nấu xương. Còn đây là dưa cải nhà mình mới lấy anh em nhá. Anh em ăn cơm cùng với bố con mình nhá. Rất là đơn giản, gọn nhẹ thôi anh em ạ, không có gì phức tạp. Mời anh em ăn cơm nhá. Đấy anh em ạ, cái thịt trần này ăn là rất là vừa, ngon, dễ ăn. Ngon đấy. Quả này nó cứ trở rời anh em. Lúc nắng lúc mưa người rất khó chịu. Đây bữa trưa của
Hàm còn đơn giản lắm anh ạ. Không có gì cầu kỳ cả. Để ra quán thịt mua cái bắp hoa đây nhé. Về sái ra nó bỏ trần đây. Còn ăn với lại mấy cái dưa chua nữa anh em nhé, rất ngon. Cái dưa này nhà mình mua về muối anh em. Chiều ngày kia các cái chú tổ chức phường con gái đi ăn cùng ấy hết rồi, tổ chức cả những người mẹ đi thôi, mẹ đi thôi. Đi cả nhà hết, cả con lớn rồi. Ui giời, thế con không biết rồi, đâu cả nhà hết, năm đứa lớp cấp ba đại học rồi vẫn về vẫn đi. Đi bố cho mẹ là vui, có tiền. Chú ăn cho cứ bảo không bao giờ con bé nó xuống. Ai xuống được toàn bố. Ô, chú bảo thế thật đi, hỏi mẹ. Chưa đến mát mát giờ nhé, làm bát cơm canh đấy, thế là ấm bụng. Làm bát bí này, để mình mua cái xương về, cái rẻ sườn thì mình bỏ vào nồi chiên mình nướng, còn cái xương sống thì mình bỏ vào nấu canh bí này, nó ngọt. Cơm là cứ phải có quả ớt, ăn nó cay cay anh em, đầy bát muối ớt này. Nhưng mà thật ra mà nói là ăn nó cay đủ độ cay thôi, chứ mình cũng không tài giỏi ăn ớt. Xem lắm video của anh em đăng lên thì ăn thánh ớt rồi thần ớt rồi các kiểu, ăn thế là hại sức khỏe anh em, không tốt. Lên video mình phải lành mạnh anh em phải không, chứ mình không thể quay để có video like mà ăn quá đà như ớt ăn nhiều không tốt, đau dạ dày. Mình ăn đủ cay được. Con ăn bí nhá. Ngon lắm. Bữa trưa nó đơn giản gọn nhẹ.
ngày mùa ngày màng anh em, bà con đi làm đồng hết, quê mình là dân chiêm trũng anh em, nông nghiệp bà con đi làm đồng hết nên là vắng, đường xá nó vắng. Buôn bán đợt này nó cũng ít khách vì người ta đi làm nên không ở nhà. Dưa cải rất ngon. Mai phía chợ mẹ mua. Anh em ăn cơm nha, đây là anh nhắm nháp tí làm bát cơm anh em chưa. Gạo quê ngon anh em. Ăn cái dưa muối nó chua chua ngon. Ngon đấy. Gạo dẻo. Anh em thấy bữa cơm quê của mình nào rất điềm đạm ngon. Gạo này là cũng nhập quê anh em. Cái nước ăn nó đầu mùa dẻo ngon lắm. Nói chung gạo Thái Bình so với gạo Tây Bắc thì không bằng nhưng mà cũng là hàng chất lượng đấy. Đó là anh em ngày xưa là bà con cấy nhiều thì nó lỗ khổ, nhưng bây giờ bà con chỉ cấy vừa đủ ăn thôi nên là người ta chọn những giống gạo ngon ăn rất ngon đấy anh em. Mình ăn cơm mình rất thích ăn dưa chua. Dưa chua nó dễ ăn. Dưa chua này mà anh em nhá, ăn giò vân hoặc ăn giò pha, quê mình nếu mới lựa giò đấy, giò vân là cái giò mỡ người ta cuốn nguyên cái vách
bỏ cái phê lợn người ta luộc ăn dưa này đúng bài, không phải nghĩ anh em. Còn giò pha là cái giò người ta xào cái thịt ấy, thì có chỗ gọi giò xào cũng được. Cái thịt ba chỉ người ta xay nhỏ xào, người ta gói ép, giò ép cũng là nó đấy. Cái giò nạc quê mình gọi giò lụa đấy anh em nhé. Miền Nam gọi chả lụa đấy anh em. Đây anh em ạ, trộn tí nước dưa vào. Ngon lắm. Biết sao mình rất thích ăn cơm dưa. Thế nhưng mà cái dưa ăn sống này là phải, anh em nhá, là phải dưa nhà mình mới lấy. Thứ nhất cái độ vệ sinh nó sạch sẽ. Thứ hai nó là nó an toàn thực phẩm. Chứ có dưa đi mua người ta làm rồi. Tất nhiên là người ta cũng có thể người ta làm ngon, nhưng mình cũng không yên tâm về cái rửa. Mình phải làm lấy, nhà mình là cứ mua về. Mình nhặt tinh tươm thì mình bán hàng nó có thời gian. Mình nhặt sạch sẽ về bà xã nó bỏ muối. Mình làm sao ăn vậy, nên là nó an toàn. Để nói anh em, trộn vào cơm ăn nó rất ngon. Và miếng vào mồm nó cả có độ chua chua. Cho tim mình dính vào nữa. Thế là anh em ăn hồi cơm vào lắm. Quá ngon. Hết vào cơm anh ạ. Để hôm nay chia sẻ anh em bữa cơm trưa của gia đình rất là nhàn, gọi là nhẹ nhàng, rất là bình thường, bình dân. Đây một bát thịt trần, một nắp cầu lầu dưa, bát bí. Hôm video mình dừng ở đây, mình vẫn ăn tiếp cơm nhưng mà dừng ở đây nhé. Chia sẻ với anh em thế là thời gian quá ổn. Hẹn gặp anh em ở video sau nhé. Anh em đăng ký ủng hộ kênh cho mình nhé. Rồi rảnh rỗi mình cứ quay thôi. Anh em. Chào anh em nhé.